Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Theo đó, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức tuyển sinh trực tuyến bằng cách dùng điện thoại, chụp ảnh giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan bản chính, và kê khai các thông tin học sinh gửi nộp cho nhà trường thông qua trang web tuyển sinh đầu cấp .thanhphoLạngSơn.edu.vn, trong đó tuyển sinh viết tắt. Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin đối với lớp 2 tuổi từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2021, lớp 1 từ 28 tháng 6 đến 1 tháng 7, lớp 6 từ 19 đến 22 tháng 6. Cùng với nộp hồ sơ trực tiếp trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hiện nay, các trường học khuyến khích phụ huynh học sinh nộp hồ sơ trực tuyến.